Tức là lần đầu tiên anh em đi đăng ký anh em phải có tầm 4 triệu trong tài khoản. Mình nghĩ là sau cái đợt tuyển dụng này thì sẽ ít, sẽ không tuyển thêm nữa đâu anh em ạ. Sẽ không tuyển thêm nữa tại vì số lượng xe có hạn. Ok, hello anh em nhá. Mình là Vũ Tuấn Anh, là tài xế xanh SM Taxi. Mình thì đội anh Thành, SMC07. Ok. Vào việc luôn anh em nhá. Thì cách đăng ký xanh SM Taxi 2024 thì video này sẽ gồm 4 mục thì anh em theo dõi nhé. Mục thứ nhất đó là ai được đăng ký xanh SM Taxi, tức là các yêu cầu chung ấy. Thứ hai đó là các giấy tờ thủ tục. Cái thứ ba đó là các chi phí anh em bỏ ra để mà đăng ký xanh SM Taxi như nào. Và phần thứ tư đó là cái quy trình mà đào tạo rồi xét tuyển rồi phỏng vấn các thứ đấy thì nó diễn ra như thế nào. Ok thế nào? 4 mục anh em nhá. Thì anh em nhớ nghe kỹ cho mình 4 mục này để anh em đỡ mất thời gian. Và nếu như anh em có câu hỏi nào ấy thì anh em hãy comment bên dưới nhé, em sẽ rep bên dưới. Ok, và mục đầu tiên luôn đó là mục các yêu cầu chung để anh em đăng ký xanh SM Taxi. Thì có những cái mục đáng lưu ý như sau này. Thứ nhất ấy, là anh em phải có bằng lái B2 trở lên nhé. Và thời lượng là trên 6 tháng. Tức là như em lái mới, mới lấy bằng được có vài tháng thôi thì nó sẽ không không đăng ký được nhá. Đấy là một điểm điểm lưu ý. Cái điểm thứ hai thì là anh em không được xăm hình lộ anh em nhé. Xăm bên trong mà mặc áo thì nó không che được hết ấy, thì không sao, ok. Còn nếu anh em xăm tay này thì sẽ không được xét tuyển nhá. Cái thứ ba đó là anh em không có tiền án tiền sự. Đấy, sẽ có bản lý lịch tư pháp bản số 2 ấy thì anh em phải không có tiền án tiền sự thì anh em sẽ được đăng ký. Đấy là ba cái mà điểm đặc biệt đấy. Những anh em nào mà bị dính ba cái này thì thôi không đăng ký được. Còn những anh em nào không bị thì có thể xem cái mục thứ hai đó là chuẩn bị giấy tờ gì. Giấy tờ thì anh em chuẩn bị cho mình chứng minh thư này, rồi bản photo công chứng, rồi bằng lái xe, bản photo công chứng nữa. Tiếp theo anh em bản sơ yếu lý lịch. Tiếp theo đó là lý lịch tư pháp bản số 2 anh em nhé. Giấy khám sức khỏe thì nó là giấy khám sức khỏe dành cho người chạy taxi, tức là người lái xe ấy. Thì anh em phải nhớ đúng bản đấy nhé. Và cái tiếp theo đó là ảnh. Ảnh thì anh em chuẩn bị cho mình ảnh 2x3 là 1 này, ảnh 4x6 là 2 này. Đấy là hai cái đấy nhá, anh em phải chuẩn bị ở nhà đi. Ok, những cái giấy tờ thủ tục như vậy ấy, thì tất cả ở trên văn phòng họ đều hỗ trợ mình làm hết anh em nhé. Tất cả những cái giấy tờ đấy thì họ làm cho anh em mình là 650.000, 550.000 đối với bản lý lịch tư pháp số 2. Thì anh em mất thời gian về nhà làm thì thôi, đến đấy họ làm luôn cho đỡ mất thời gian với cả nó đúng bản ấy. Và tiếp theo đó là 100.000. 100.000 thì anh em được một cái sơ yếu lý lịch và hai cái bản in photo công chứng ấy, tức là chứng minh thư và bằng lái xe, anh em được được hai cái bản đấy luôn. Tức là anh em bỏ ra 650.000 là anh em ok hết tất cả các giấy tờ. Và anh em chỉ chuẩn bị cho mình là ảnh thôi. Ảnh 2x3 và ảnh 4x6 nhá, anh em nhớ nhá. Rồi tiếp theo đó là giấy khám sức khỏe. Giấy khám sức khỏe dành cho tài xế anh em nhá. Thì đến đấy thì họ sẽ chỉ định cho mình đến một cái phòng khám và một bệnh viện. Thì anh em đến đấy khám mất 250.000 dành cho lái xe nhá. Thì anh em không nên chuẩn bị, tự chuẩn bị làm gì, nó sai bản mà cũng như là mất thời gian của anh em. Ok chưa nào? Đấy là tất cả những giấy tờ thủ tục mà anh em cần có. Mục số 3 là chi phí để anh em đăng ký là như nào. Chi phí đầu tiên là anh em cần có 2 triệu để tiền cọc. Cọc lần đầu tiên là 2 triệu anh em nhé. Thì anh em có thể lấy xe về được luôn. Và cái thứ chi phí thứ hai đó là các giấy tờ thủ tục như mục 2 mình vừa nói ấy, thì nó mất tầm 1 triệu. Đấy. Và khi mà anh em nhận xe và các app ấy thì anh em sẽ phải nạp tiền vào đấy. Thì anh em dư ra cho mình tầm 1 triệu nữa. Tức là lần đầu tiên anh em đi đăng ký anh em phải có tầm 4 triệu trong tài khoản. 4 triệu trong tài khoản thì anh em ok đăng ký dư rồi nạp tiền tài khoản các kiểu nữa. Đấy là các chi phí. Ngoài ra ấy thì sẽ cọc thêm anh em 2 lần nữa, mỗi lần 3 triệu vào những tháng lương tiếp theo. Anh em hiểu không nhỉ? Hình dung nhỉ? Tức là tổng tiền cọc của anh em sẽ là 8 triệu và cái tiền chi phí làm giấy tờ các thứ ấy, thủ tục ấy là tầm 1 triệu. Đấy. Ok, đấy là phần chi phí. Anh em chuẩn bị tiền như vậy cho mình nhá. Rồi phần thứ tư đó là cái phần mà anh em đi đăng ký như thế nào và cách thức đăng ký. Rồi, anh em có thể đăng ký online hoặc là đến văn phòng trực tiếp, nhưng mà mình nghĩ là anh em nên đăng ký online hơn. Đăng ký online rồi người ta sẽ gửi cho anh em một cái mail hoặc là một cái vào số điện thoại ấy. Thì anh em có lịch hẹn và lên. Thứ nhất là anh em phỏng vấn mất một hôm anh em nhé.
mất một hôm tầm 2-3 tiếng rồi. Cái hôm đấy ấy, thì anh em sẽ lên đấy và người ta khám xăm này, rồi hỏi một vài câu có tiền án tiền sự không này, để anh em có đạt chuẩn không. Đấy là cái yêu cầu chung hồi trước ấy. Thì anh em nào ok rồi thì bình thường. Rồi tiếp theo, anh em điền tất cả các giấy tờ, thủ tục, điền thông tin. Rồi anh em được lái test, test lái. Tức là sẽ có những người ngồi trên này này, để cái người ngồi bên cạnh này, anh ấy anh xem mình lái có kỹ năng không. Đấy, như anh em nào lái mới giao xe cho là không được, và va quệt các thứ thì nó lằng nhằng ra đúng không. Đấy là test lái. Test lái như thế nào thì anh em cần chi tiết thì mình sẽ ghi bên dưới nhá. Anh em nào cần hỏi gì thì hỏi bên dưới. Test lái xong ấy thì anh em sẽ có những người đỗ và những người không đỗ. Những người đỗ thì sẽ được vào một cái nhóm Zalo. Có mình ở đấy thì anh em tiếp tục đi đào tạo. Đào tạo thì anh em đào tạo trong 3 ngày. Đào tạo trong 3 ngày anh em nhé. Ngày thứ nhất thì anh em đã phải chuẩn bị 2 triệu rồi. Rồi anh em đến đấy học. Rồi để nhận biết được văn hóa công ty. Rồi cách ứng xử. Rồi trang phục chuẩn bị như nào. Đấy. Đấy là những cái mà anh em được học. Rồi học về app. Và 3 ngày nhá, thì ngày đầu tiên anh em học full rồi này, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối à. Anh em mất luôn ngày hôm đấy đi. Ngày thứ hai ấy thì anh em học trên app. Tức là sẽ có một cái app, anh em vào đấy và học. Học thì anh em sẽ mất tầm mình nghĩ là phải mất tầm 6 tiếng ấy. Anh em vừa học xong rồi làm bài trắc nghiệm các thứ ấy thì phải mất 6 tiếng. Tức là anh em được ở nhà ngày thứ hai nhưng vẫn phải làm hết tất cả các bài tập và xem. Ok, khi nào anh em hoàn thành xong thì đến ngày thứ ba. Ngày thứ ba sẽ có cái bài test, hai bài test nữa cho anh em ở trên lớp. Những anh em nào hoàn thành xong hết bài thứ hai rồi, ngày thứ hai rồi ấy, thì sang ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì anh em sẽ được ký hợp đồng. Đấy, ký hợp đồng anh em nhé. Thì sẽ có đội. Ngày chiều ngày thứ ba thì sẽ có những anh em ở đội lên nhận anh em về để mà vận doanh luôn. Thì có thể là chiều hôm đấy anh em nhận xe luôn, hoặc là sáng ngày mai. Đấy, sáng ngày, tức là ngày thứ tư, 3 ngày đào tạo xong rồi nhé. Đến ngày thứ tư anh em đỗ rồi đúng không? Anh em ký hợp đồng rồi. Ngày thứ tư anh em sẽ lên đội và được đào tạo thêm 3 tiếng nữa về con xe này này. Anh em sử dụng xe như nào, sạc pin như thế nào, rồi dùng app như thế nào, thực tế luôn. Đấy. Thì sau 3 tiếng xong ok, anh em ký phát, à không phải ký mà là điểm danh. Cái là họ ok, ông này được đào tạo rồi thì ông này có thể ra nhận xe và chạy luôn. Anh em mình nhận xe luôn nhá, không mất thêm chi phí gì khác. Đấy. Cái app ấy thì anh em sẽ nạp vào tầm 200.000 là có thể nổ quốc. Anh em luôn luôn để số dư trên 200.000 nhá, không có dưới 200.000 là anh em không nổ quốc đâu. Nhận xe và nhận app, nhận máy post này. Thì anh em chiến rồi. Bằng cách ngày hôm đấy anh em tính tính lương luôn anh em nhá. Tức là online 8 tiếng KPI và trên 540.000. Đấy là đủ lệnh, gọi là đủ lệnh. Sau cái quá trình đấy ấy, thì tất cả những cái gì phát sinh, anh em muốn hỏi cái gì ấy, thì sẽ có đội trưởng. Sẽ có đội trưởng và chuyên viên vận hành. Sẽ có nhầm 5-6 anh em có thể alo gọi. Và mọi cái khi mà anh em sử dụng xe hoặc là app nó bị làm sao ấy, thì anh em cứ gọi, sẽ có người hỗ trợ anh em. Là ok chưa nào? Đây là 4 cái phần anh em chuẩn bị. Từ giấy tờ này, từ tiền này, từ yêu cầu chung như nào này, và cái quy trình anh em tuyển chọn như thế nào. Đấy. Ok. Thì những anh em nào mà nghe không hiểu ấy, hoặc là có câu hỏi gì khác ấy, thì anh em comment bên dưới cho mình nhá, thì mình sẽ trả lời bên dưới. Và mình sẽ để lại một cái link ở bên dưới. Đấy, cái link đăng ký ấy, thì anh em điền thông tin vào bên dưới. Anh em nào muốn thì điền thông tin vào và sẽ có người liên hệ với anh em và anh em đi phỏng vấn. Ok chưa nào? Sẽ tuyển online luôn. Ok. Tâm sự một chút thì mình đang ở bãi đậu xe, không phải, đây là bãi chạm sạc của tài xế. Hôm nay cũng rất đông anh em ở đây. Thông tin thì xong rồi thì mình liên thuyên một tí về tài xế này tí. Hôm nay thì mình được tầm 800.000 tiền ứng dụng rồi. Và mình còn 3 tiếng đồng hồ nữa để mình chạy tiếp. Ok. Thì nhìn chung ấy, mình thấy là đây là một cái công việc ổn. Anh em phải đào tạo bài bản và có xe chạy, không cần phải mua xe chịu khấu hao cái gì nữa. Mình thấy trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn bây giờ mà anh em có một công việc tốt như này để làm thì nên đăng ký. Anh em nào đủ yêu cầu thì nên đăng ký. Với cả anh em chưa có công việc gì gọi là tốt ấy
thì anh em nên ưu tiên đăng ký cái này để chạy, kiếm thêm thu nhập và cũng như là trải nghiệm thêm những cái mới. Sẽ mình nghĩ là sau cái đợt tuyển dụng này thì sẽ ít, sẽ không tuyển thêm nữa đâu anh em ạ, sẽ không tuyển thêm nữa, tại vì số lượng xe có hạn rồi, nếu mà đông quá thì giảm cái mức thu nhập của tài xế đi ấy, thì anh em không đủ ăn đấy. Cho nên là anh em là muốn nhanh gọn thì đăng ký nhanh, ok chưa nào? Đang lúc sạc pin thì mình làm một cái video khá là nhanh gọn. Thì anh em nào muốn đăng ký thì click vào link bên dưới nhá. Và những anh em nào mà nghe xong rồi mà không hiểu ấy, hoặc là có thắc mắc gì ấy, thì anh em comment bên dưới nhá, mình sẽ đáp. Ok, thank you anh em rất nhiều. Và Xanh SM xin cảm ơn. Bye bye anh em.